Tôi thở chút xíu rồi, trời ơi, tôi đứt hơi chết quá. Ôi, cái miễu bà gì mở chót vót tận mây xanh, leo tới đây gì dò cắn nó muốn rụng rời sủi lơ cá cuốc. Mẹ, sao mẹ nói gì kỳ vậy mẹ? Sao kỳ mày? Tao nói vậy sao kỳ? Hồi nãy leo núi á, mệt muốn chết à. Con thang mệt á thì mẹ rầy. Mẹ nói, cái con nhỏ này đi núi linh thiêng mà không biết cử kiên gì hết. Có mệt muốn tắt hơi á thì cũng phải nói khỏe quá, khỏe quá. Ngu ơi là ngu, ngu ơi là ngu. Đó là lúc mình đang leo núi, còn bây giờ tận đỉnh non cao thì mẹ nói kia đâu nào cử kiên hoài hay sao. Con nào biết đâu, cứ tưởng là ở đây chuyện mệt chứ khỏe chỉ cử kiên là khi nào đang trên đường đi, thấy không? Còn bây giờ mình lên tới nơi rồi thì mình có được quyền nói cho con gì đâu. Ngu ơi là ngu. Thôi bây giờ nè, mẹ khỏe chưa? Rồi, nghỉ chút là khỏe liền nè. Coi già vậy chứ còn gân lắm mẹ ơi. Con thấy không, mắt còn ngon lành lắm chứ bộ. Bây giờ con bắt đầu nghe mẹ. Vô đề đi con. Dạ, giấy ông Ngài, giấy ông Tà, ông Địa. Trời ơi, mày giấy gì kỳ cục vậy Bích Lan? Mày trước hết, con giấy ông Tà, ông Địa. Tầm bậy nữa rồi. Ngu ơi là ngu, lại thêm một lần ngu nữa rồi. Lần này là lần thứ 30. Con đã đi qua 30 kiếm mùa, đốt hết một tạ nhang lại gần muôn xoay đầu. Vậy mà tại sao con cũng chưa hiểu được, con ước nguyện gì và phải khấn vái với ai? Thì con đây cũng làm y như mẹ, đốt nhang rồi lẩm thầm trong miệng, vái ông Hai, ông Bà, ông Địa chứng chi. Trời ơi con ơi, sao mà con quá khờ khạo. Ở trong nhà thì mẹ mới vái ông Bà, ông Địa. Khi mất bạc tiền hay vật gì quý giá, phải nhờ đới hai ông thần này mách bảo giùm cho. Chứ còn ở đây là miếu là ngay chùa, mình tới đây là để bói quẻ cầu duyên. Vậy thì mẹ giá giùm đi, chứ con đâu biết gì. Lần nào đi chùa mẹ cũng thay thế cho con. Không, lần này thì phải chính miệng con khấn vái mới được. Vậy chứ sao mẹ không chịu vái giùm con? Đó đó đó, chính cái chỗ vái giùm đó đó. Mà 30 lần rồi đều không kết quả. Mấy ông thần ông thánh, mấy bà chú A Bảy núi Năm Đoan á, tưởng đâu là mẹ xin xăm cưới chồng cho mẹ. Bởi vậy mấy ông chứng cho mẹ gì không mà. Đây nè con thấy không? Đó, con thấy rõ không? Con coi nè. Đó, thấy không, mẹ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hấp dẫn. À, thôi, càng được rồi, được rồi. Để con giái. Bây giờ nhưng mà giái là sao mẹ? Trời ơi, thì đây nè, để tôi mẹ chỉ cho. Hai tay cầm nhang. Dạ, hai tay cầm nhang, đưa cao lên ngang mày. Ngang mày là ngang đâu mẹ? Thì ngang chân mày chứ ngang đâu. Rồi, dạ rồi. Đó, rồi nói theo mẹ nè. À, ông ngay thần hoàng bổn cảnh, thần núi thần non, bà chủ lên tiên về phò hộ đổ trì con là Bích Loan. Có được một thằng chồng không cần giàu sang, chỉ cần chức phận ngang ngang quan trạng. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ, trời ơi, sao mẹ nói theo? Mẹ nói cái gì mà nói một hơi dài, làm sao mà con nói theo cho kịp? Trời ơi,
mà mày nói cũng không được nữa. Đây nè, nói sao tôi đây nè. Nè nói y vậy nè, giái ông ngày sơn thần linh kim. Nói đi con, nói y như mẹ nói vậy đó. Dạ giái ông ngày sơn thần linh thiên, xin hãy về đây minh chứng. Minh chứng cho miệng nữ là Bích Loan, đến miễu thần mới quẻ cầu duyên. Thần linh ơi đòi con sao quá nhiều lần, gần ba mươi mấy tuổi đầu vẫn sống độc thân. Coi chi chẳng đơn phòng không té lạnh, chuyện nợ duyên như mấy bay gió thoảng, con chưa tìm ra người bạn tâm đồng. Thằng Linh ơi nghe em gái tôi giái không? Con gái của tôi non ấy đang kém chọn, chồng chưa có ai để ấp lạnh hoạt nồng. Chức phận thường thường như cỡ trạng nguyên. Mẹ ơi thân giái đã xong, bây giờ thì con phải làm gì? Con mau mau đến quỳ trước bàn thờ, chắp hai tay lên đầu lại tạ thần linh Nam Mô A Di Đà Phật. Phải lại nữa sao mẹ? Trời đất ơi, phải lại chứ, lại tạ để tỏ lòng tôn kính chứ. Mà mấy lại bây giờ mẹ? Lưu bù lại, mày nhất bái, nhị bái, tam bái, thiên bái, vạn bái, lưu bù lại, tu bù thu bái, cứ việc uống tu bao lại. Ôi, cái gì mà lại lưu bù rồi, con biết chỗ nào mà con ngần. Đừng lo, mẹ bảo cuốc thì cuốc, mẹ bảo nghỉ thì nghỉ. Bắt đầu đi. Dạ. Cuốc mổ. Trời ơi, Bích Loan con làm sao vậy? Trời ơi, mệt quá mẹ ơi. Trời ơi, con tối tâm mày mặt hết rồi. Trời nè. Trời ơi, mẹ cũng muốn đứt hơi đây nè, không lên không xuống giải mẹ lắc nữa, chắc tao tết quá. Thôi. Tao bị cái máu xăm mà trời ơi. Vậy thì mẹ con mình ngồi thở trước đi. Trời ơi, mẹ đâu có được. Trời ơi, mày làm vậy không được. Trời ơi, chẳng những thần linh không phò hộ mà còn nổi giận nữa. Ông tự ái lên là chết cả đám bây giờ. Trời ơi, đá là người của trên mà còn giận hơn nữa sao mẹ? Trời đất ơi, của trên chừng nào tự ái nhiều chừng nấy nữa. Nó dồn dập lên là chết con ơi. Ý, trời đất ơi, ý. Ủa, ai mẹ? Ủa, hai con mắt thần linh nổi giận thò lỏ ra. Tốt, giật. Ô, cái kiếm con mau. Xin xăm lẻ rồi về cho sớm con mau. Ôi, thì mẹ xin xăm giùm cho con đi. Nữa à, cũng tôi xin xăm nữa à. Trời ơi, tao đã nói rồi, không được mà. Xin xăm cưới chồng cho mày, chứ đâu phải cưới chồng cho tao mà mày biết tao xin. Nhưng con có từng xin xăm lần nào đâu mà con biết. Thì bà ơi, tôi dạy cho bà luôn đây bà. Cái gì bà cũng không biết hết á. Rồi tới chừng có chồng nữa rồi biết không. Hay bắt tôi dạy nữa đây. Trời ơi, thiệt chán cái sức vậy đó. Đưa ông xăm lên trán. Dạ, đưa ông xăm lên trán. Đưa trán là để giữa hôm nay trán nè. Lâm lâm khăn dây. Dạ, dây hạ ông xăm xuống lắc mạnh. Rồi, đó. Lắc mạnh. Trời ơi, con lắc cái gì mà xăm nó văng. Trời đất ơi, thanh thần thiên địa nó chọt vô con mắt tao thiếu điều lọt tầm ra rồi. Mày lắc cái gì mà giống như phóng phi tiêu vậy. Trời ơi, văng xuống đất hết trơn hết trọi rồi, lụm lên, lẻ lên. Vậy chứ sao mẹ biểu con lắc mạnh. Lắc mạnh một cái thôi, nhưng mà cái dư âm nó phải thật nhẹ nhàng, êm ái. Dạ, con xin lỗi thần linh, xin thần linh dằn tử ái. Cho con nó xin lắc lại một lần thứ hai. Lắc đi con, lắc đi, lắc. Trời ơi, tao kêu mày lắc mà sao mày không lắc đi. Mẹ ơi, sao tay con run quá, chắc thần đã giận con. Nên kêu xuôi lỡ lầm, con đây chắc ấy chồng. Đừng nói bậy không nên, ta lỗi thần đi. Xin thần linh minh chứng. Rồi, ngon lành. Một thẻ xăm từ từ rơi ra. Coi đi con, coi thẻ xăm số mấy vậy? Số 35 mẹ ơi. Rồi, ngay cách rồi. Đúng ngay số thầy rồi. Đúng là số tuổi của con. Nam mô Bồ Tát Di Lạc Như Lai Quan Ngài Thánh Đế Thần Hoàng Bổn Cảnh Sanh Thần Thổ Địa. Các vị thần linh về đây cảm ơn chứng minh cho Bích Loan xin được khỏe tâm. Thượng thượng Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi. Hả, cái gì? Không phải thượng thượng. Ủa, không phải thượng thượng chứ là cái giống gì? Hả? Trời ơi, vậy là cái số mẹ ăn mày rồi. Đâu lời xăm bàn sao đâu, đọc cho mẹ nghe coi. Mẹ đọc giùm con đi, chứ con tối xăm mày mặt hết rồi nè. Đưa đây tao coi. Số này như cây tiêu lá, số này nước chẳng đến cây. Suốt ngày mong xe đổ mưa, đất cùng nên chẳng có chồng. Phòng không ôi lạnh phòng
con gái của tôi quá, con đẹp đẽ quá mà ông chề uế chồng. Đầu đuôi cũng tại mẹ hết á. Mày đừng có đổ thừa à mày. Tại tao là tại tao sao? Tại mẹ cứ kén chọn, đã gặp được hoàng phi học, đã chọn đúng trạng nguyên mà mẹ lại chê nghèo rồi quỷ tồn ướt à. Trời đất ơi, chuyện đời thật là trớ trêu. Tao đâu có ngờ một thằng nghèo rớt mồng tơi, quần áo của nó vũ một cái đang là văng rẹp vậy cả đống vậy đó. Trời ơi, đi ban rau ban cải lại là một ông trạng nguyên. Trời ơi, cái chuyện ngược đời vậy đó. Mẹ ơi, ơi trời già đừng con. Bích Loan, nếu con vô chùa thì chắc mẹ đây cũng phải xuống tóc quy. Tao đi tu mà không biết có chùa nào chứa không, nhưng mà tu làm sao được con, khi cõi đời trần tục này còn nhiều thứ đam mê cám dỗ, bỏ uổng lắm con ơi. Dạ. Bố hay mẹ con bà phú hộ kia. Có hộ đây, thần linh hiển diện mà. Linh. Phải, ta đây là linh thần ở cõi hư vô, ta trường sanh bất tử, sống lâu như đất như trời, nên quên rồi tên tuổi. Còn ta, đất mẹ trùi lên, không mẹ cha không nhà cửa, bay lơ lửng giữa trời, sống một cuộc đời biêu lãng. Vì không có tình thương cho nên ta thích giết người. Dạ dạ, xin nhị vị linh thần tha chết cho mẹ con. Em tuổi hơi phồng phồng nhưng tính còn phải ăn cả ăn em. Có nghĩa là bà phú hộ kia muốn lấy chồng, nên đến miễu linh thần để xin tâm phải không? Dạ dạ dạ, sự thật không phải là vậy. Tất cả cũng chỉ vì con Bích Loan hết trơn á. Chứ còn riêng em thì em bị kẹt rồi. Sao kẹt? Dạ, tại cái thằng chồng phú hộ già vô dụng kia kìa, nó cứ nằm một đấm như cái thây ma chàng ràng, cản mũi cản lái em hoài. Làm sao mà em dám bước tới bước lui gì được nữa. Vậy thì đem cái thây ma bất lực đó chôn đi. Trời ơi, thần linh nói vậy cho khó lắm thần linh ơi. Gì khó, gói thuốc chuột xong nghe. Mồ Phật, mồ Phật. Em tu nhân tích đức từ nhỏ tới lớn, em ăn chay niệm Phật mà. Em chưa bao giờ dám cầm dao cắt cổ một con gà. Có muốn ăn gà em nhờ người ta cắt không à. À vậy ha, cắt cổ gà không dám không, còn cắt cổ người ta thì chắc ngọt sớt không. Cái đó tự nhiên. Ủa hay không ôi với Đà Phật. Không có à, xin thánh thần đừng nói vậy, quan cho em. Quan cho được mà quan. Bà cái gian lời cắt cổ đã tự giận mấy chục mạng rồi ha. Ủa sao cái chuyện đó mà thần linh cũng biết nữa? Biết sao không biết? Tại vì ta với bà ở chung xóm. Nó bậy đi, nó bậy đi. Trước khi thành thần ta cũng ở chung một xóm, nhưng bây giờ ta là người quấy trên, bất cứ chuyện gì ở thế gian ta không biết sao được. Còn nhiều chuyện bí mật của bà chúng ta cũng đều bật mí. Nè, bà phú hộ kia. Dạ. Ngay bây giờ bà hãy nói cho rõ lý do nào đâu bà cứ dẫn con gái đi hết chùa này qua chùa kia. Giá gì tội nghiệp con gái tôi nó lận đận cái chuyện duyên tình. Sao? Nên mới đem nó đi chùa. Dạ trả. Dạ. Này hỡi mụ phú hộ độc ác kia. Dạ em đâu có ác. Không ác hả? Dạ. Có phải bà định đem cái nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của bà, ưa ý lộn lắm, của con gái bà, để mà đi tới những nơi tu hành,
để cho mấy nhà sư mấy ông sải còn dương mùi tục lỵ quăng chuông liệm mỏ ở thải phải không? Dạ dạ không có đâu, em không dám đâu. Chứ bà tới chùa làm gì? Dạ dạ để xin ông tên phù hộ cho em mau có chồng. Bà nói gì? Cha em nói lộn dạ cho con gái em mau kiếm được chồng. Vậy mà cũng lẹo lưỡi nữa. Mẹ ơi, sao tiếng nói của hai ông này nghe quen quá à? Đúng rồi, con nhắc rồi mẹ mới nhớ. Nhớ hai thằng này hình như nó có mượn tiền mẹ phải. Y chang rồi, cái giọng nói của hai công tử huệ làng phá xóm bất nhân thất đức đây nè. Ẩu đây nhìn ẩu đây. Dạ dạ. Mụ già phú hộ mắt tôi. Cái gì? Dám cả gan nói hai tay giống thất đức bất nhân mắc dịch nào đó. Nè, bố mụ sảnh sẻ kia, nghe ta nói. Ta nói cho mụ biết, mụ đừng có hiểu lầm. Ta không phải là thất đức, ta là thánh là thần, là người ở cõi trên. Nếu muốn biết tên ta sẽ xưng danh. Mụ mà lộn xộn thì ta dặn hỏng. Giết người như ngắt cái quà ông ác chính là ta. Còn ta đi thì lại khác, ta không thích giết người. À vậy thì em biết, biết tên của thần rồi. Ông thần dễ thương, thường giúp thế nhân sinh cứu độ mẹ con em. Đúng, ta là ông thiện, thường cứu người hoạn nạn. Còn ta là ác, gần giết người chẳng không tài. Mẹ ơi, nói vậy hai ông thần này là ông thiện ông ác hả mẹ? Đúng đúng. Con nhỏ này thông minh lắm. Một kẻ cứu người còn một kẻ giết người. Giờ đây ta thèm giết người. Dạ xin ông bác đừng giết mẹ con em. Hôm nay gặp mẹ con bà, nhất là tiểu thư Bích Loan, sẽ bỗng nhiên ta thương vô hạn. Còn ta cũng vậy. Sẵn đây ta xin mách bảo. Dạ đội ơn thần linh. Xin thần linh cho biết duyên nợ của con. Hãy nghe đây. Số trời định phân khiến em hùng mạnh, có nợ ba sinh từ muôn ngàn kiếp, suốt đời bên nhau ước nguyện cùng cao. Số trời định phân, Bích Lan là vợ của người hùng mạnh, tên là Thất Đức. Số độc quan ghi rõ ràng ông ơi. Ôi trời ơi, mấy tên phù lần con tao không ưng ai hết. Nếu mẹ thương con chứ cha chồng con. Là hai tên công tử ương hèn thất nhân bất đức mà. Chà hỗn lao chắc mụ già phú hộ muốn chết hả? Dạ xin hai ông thần bớt giận, tha chết giùm cho mẹ con em. Ủa mà sao nói động tới hai tên thất đức bất nhân thì hai thần lại nổ tâm bành lục thạch tự ái dồn dập vậy? Đừng có hỏi. Tại vì ta là bất nhân. Ta thiện nhân. Là ông thiện á. Đừng hỏi han nữa, hỏi ngồi tụi ta nói lộn xộn vậy, thấy không? Mẹ con bà hãy mau về làm theo lời thần linh mách bảo. Thiên cơ bất khả lậu, nếu nói cho ai nghe thì mẹ con bà chết. Còn không làm cho lời thần linh thì ai? Mẹ con bà mới đi ăn xin. Trời ơi là trời ơi. Thôi đừng than khóc nữa. Đến đã tới giờ về chầu thiên đình, chầu ngọc hoàng thượng đế. Kêu từ mẹ con bà ta thăm. Hãy nhớ lời ta dặn, hãy nhớ lời ta dặn. Mẹ ơi con khổ quá. Thôi con nín đi à. Con thôi để tao nói cho lẽ, đừng khóc nữa mà trời ơi. Không có đây thiên hạ người ta cười chớ chết. Đi với mẹ đi con, về nhà rồi mẹ tính cho con. Đi con gái cưng của mẹ. Tài chưa? Tao tài không? Mày mà tài cán gì? Chắc mày nghe lén. Hôm nay mẹ con bả tới đây nên mới rủ tao tới giả làm thần. Ê gì vậy? Chết ơi! Thần thiệt á, sẽ nổ giận, chạy mau! Chạy! Trời ơi, sặc máu mũi rồi. Trời ơi! Khổ quá mấy con mày. Cái gì?
Bà về hồi nào vậy bà? Về nãy giờ. Làm gì mà lục đục qua dưới bếp mà tôi kêu rác con học mà cũng chịu lên tiếng nữa. Tôi đang lỡ tay chắc nước cơm. Bộ tới giờ này không có nấu cơm sao? Mẹ con tôi đói đã ruột rồi đây nè. Chứ bà nghĩ coi, sáng ra tôi phải lo đi chợ, mua ớt, mua rau, mua hành, mua hẹ, mua thịt rồi vội về mau, thay đồ xong rồi vô nhà bếp nấu nướng lửa khói lù bù. Giờ này còn đang nấu nướng rồi biết là giờ nào là cơm nó mới chín. Yên tâm, bà cứ ngồi đó chờ. Chờ tới tối hay tới ngày mai? Trời ơi là trời, ông ngó xuống mà ông coi nè, thân tôi nó cực khổ như về mà còn thương nữa, giận còn hờn còn trách móc nữa. Có như vậy thì ông mới sáng con mắt ông ra chứ. Già rồi à, trên đầu đã hai thứ tóc và cái tật 35 cũng không vừa ngày bỏ được. Thế ông vô thay gái á tờ thì hai con mắt ông nó chớp liền. Bà đừng nói chuyện khó nghe, già thì già mai già mắt, chứ già này còn duyên, già không biết ăn cơm hay sao. Bởi vậy nên mấy con ở trong nhà hãy đứa nào trăng trẻo dễ thương thì ông cứ theo cò dè, ông vơ ráo đoại ráo chân. Cho nên con gái tóm đồng mà tóm tay đứa nào nó cũng sợ, không ai dám vào đây để ở mướn làm thuê. Tới bà mà cả bà nói như vậy thì có người lạ nào mà dám vô làm. Sở dĩ tôi mang tiếng là vì tôi có cái tánh thương người. Tánh thương người? Thương người hay không giết người? Lặng nhất làm gì giết người. Chứ còn gì nữa, đời người con gái người ta chỉ có một chữ trinh à, mà ông nỡ đoạn đành ông chiếm đoạt thì khác nào ông giết người ta. Ông giết người ta còn có nhân đạo hơn là ông để cho người ta như vậy chết còn sướng hơn nữa. Đó là tại tôi giao lưu tình cảm mà. Hả? Đôi bên cùng có lợi mà. Có lợi hay là có hại? Tiếc mà tôi nghĩ lại tôi tức quá à. Bà nín đi, cái gì đâu mà bà tức mà khóc dữ vậy? Gia trang của một phú hộ giàu có như vậy à, mà không có một gia nhân, không có một người ở để sai vặt nữa. Đó là tại bà đó. Tại ông? Tôi nói tại bà. Tại ông. Mà sao là tại tôi? Muốn mấy đứa con gái à thì ông chê, ông thỏa mồi be he sàm sỡ. Còn mấy thằng con trai á thì ông nói à, nó trai trẻ, nó đẹp trai nữa rồi có ngày nó cưỡng bà. Ông ghen, ông cánh, ông... Đúng, chuyện đó thì đúng thôi. Tôi không có chối cãi là tôi có tánh nhỏ nhen, cộng thêm cái tật hay ghen. Nếu rước mấy thằng trai tơ về ở trong nhà thì có khác nào tôi nuôi ông tay áo. Nhất định có một ngày nào đó không xa, đầu tôi nó mọc cặp sừng bể mặt với người ta nè. Bộ ông tưởng trên đời này ai cũng như ông, tôi đâu phải là kẻ mất nết thân tâm nè. Ông đừng có suy bụng ta đã bụng người. Đúng, đề phòng trước là tốt nhất bà ơi. Vậy thì cực khổ, đừng có than. Bụng làm giả chịu, tôi đâu có dám than phiền ai. Bà với con Loan đi chùa lần này có gì phấn khởi không bà? Sao kêu giật ngược tôi ra đây rồi không nói gì hết vậy? Ê, chết rồi ông ơi, gì? Chết rồi. Gì dữ vậy? Chuyện gì mà bà làm quýnh lên vậy? Y như là con gà mất đẻ vậy. Đâu rồi, đâu mất rồi. Tôi hỏi bà kiếm cái gì? Bà làm rớt cái gì? Kiếm còn làm cho kiếm cái gì? Trời ơi là trời, y như là kiếm cây kim sợi chỉ. Bà rà, bà kiếm, kỳ cục quá. Nó mới đây mà nó đi đâu mất rồi? Tôi thấy nó chạy vô trong phòng á, rồi đóng cửa nghe cái rầm. Nó đóng cửa cái rầm? Ừ. Vậy là nó đang khóc. Ủa, mà chuyện gì nó khóc? Đây tôi nói cho ông nghe nè, cái chuyện này lạ lắm. Lạ lắm ông ơi. Chuyện gì mà lạ vậy? Thần linh xuất hiện. Thần linh nào mà xuất hiện ở đây vậy? Cái rất thần, ôi nó nhỏ nhỏ. Ông thiện với ông ác. Chà, mấy ông thần này, ông tu núi nào động nào mà sáu tên nghe lạ quá ta. Trời ơi, ông cô nội tôi ơi, mẹ con tôi lại xoáy tráng đó, thần linh mới chịu mách bảo giùm. Mà ông thần đông mách bảo sao? Mấy ông nói cái số của con Loan thì Ngọc Hoàng đã định thân, phải cùng tất đức bất nhân, thành vợ chồng đến trăm năm. Trời ơi trời, đất khởi trời ơi, nếu cả hai thằng chắc chết con tôi. Ôi, cái ông này thì
biết là lắm nhất nè. Gì mà lấy nó ta hai thằng lận? Ờ, thì bà mới vừa nói đó. Hồi nào, tôi nói hồi nào đâu nè. Bà nói rằng số của con Loan phải lấy cái thằng thích đức thích nhân. Thì cả hai thằng nhân chọn có một, chỉ chọn một ông chồng mà thôi. Thì tôi với cái số trời. Thì tôi cũng ý nghĩ như ông. Cha mẹ ơi, cái gì con? Nằm nghỉ mà con thấy càng căm tức. Tâm trạng đã lột vào tay con rồi mà để nó vuốt qua tay người khác. Trời ơi, con Lệ Hoa nó là kẻ ăn người ở trong nhà nó mới tức chứ. Thôi con, chuyện dĩ lỡ rồi, mẹ cũng tiếc lắm chứ. Mẹ ăn năn thì đã muộn rồi con ơi. Ôi, bà ăn lát chứ ăn năn cái gì nữa. Cái ông này kỳ cục à. Chờ tôi sao hở lọng trọt cho hỏng tôi à. Trời ơi là trời, con biết đâu. Cái gì cũng tại mẹ hết á, bây giờ con bắt đền mẹ đó. Trời đất ơi, nó bắt đền nó quan trọng thì tôi lấy đâu ra mà đền bây giờ hở trời. Con nói thiệt với mẹ nha, ăn không được con cũng phải phá cho hồi. Con quậy phá cho tan nát cái gia đình êm ấm của Hoàng Phi Hồng á thì con mới hả dạ. Ôi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó khỏe thôi con ơi. Mẹ có trăm miêu ngàn ký lẫn con à. Trời đất ơi là trời, hú bà hồn chính vía về ăn tôm với cá. Làm gì mà đứng như trời trồng sao đâu đó. Tôi nghe cái mùi khét ấy từ dưới nhà bếp bay lên rồi kìa. Chết cha rồi, nồi cơm khét hết rồi. Đứng lại đó, khỏi lo cơm nước gì hết á. Mà ngay bây giờ nè, ông làm ơn đi kiếm thằng Văn Nhân đất đất bao no tới đây liền dùm tôi. Vậy là bà muốn theo lời thằng Linh hay là sao? Mà đi tìm hai thằng cà chân, nghe tin nó tôi đã phát cưng muốn nổi da gà rồi đây. Thôi ông đi chớ có dầm già. Thì tôi đi đi cho vui lòng. Vậy? Kêu đứa trước đứa sau, đừng có cho tụi nó gặp nhau thì hư việc nghe chưa. Dạ em biết rồi. Thôi tôi đi nghe bà. Thôi đi cho lẹ đi. Mày đặt ẻo tới ẻo lui thấy phát chán. Đồ cha già không nên thuốc nữa. Trời ơi, đỡ quá. Sao nhà ông Phú Hộ bữa nay lại vắng vậy cả? Được rồi, vậy là mình không thèm kêu cửa, cứ xông đại vào. Biết đâu gặp giờ hên trúng cái lúc mà tiểu thơ Bích Loan đang thay đồ thì đã con mắt biết đường nào. Ê, 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 chó. Bơ chủ nhà, cho giữ các tôi. Chó, xin phép cho tôi. Trời ơi, cho tôi té quần. Trời ơi, đất cắn rồi, trời ơi, chặt tôi chết. Trời ơi, công tử. Cái gì đó? Chó đã chạy mất rồi, sao công tử cứ ôm tôi cứng ngắc hoài vậy? Buông tôi ra đi. Ai ôm tiểu thơ hồ nào đâu, tại con chó nó chứ bộ. Công tử không ôm tôi mà tới giờ này cũng không chịu buông ra nữa. Thì con chó này nó hại quá, không có chạy nè. Ở đây để tao ôm lâu chút. Gì ạ? Công tử nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Mà có. Tôi nói tôi buông ra rồi đó. À mà nãy giờ tiểu thơ cũng có ôm tôi chứ bộ. Tại công tử đó. Tại công tử ôm tôi trước với bộ à. Không, không phải tại anh. Cũng không phải tại em. Tại vì con chó nên chúng mình ôm nhau. Công tử. Gì? Công tử vui tánh quá à. Đó là tánh bẩm sinh đó. Từ cái lúc mà lọt lòng mẹ, bất cứ đứa bé nào cũng chào đời bằng tiếng khóc toa toa. Mà riêng Bất Nhân này lại hầu mà mới lọt lòng mẹ ra lại cười. Cười khè khè. Lạ quá công tử. Còn một điều lạ nữa có liên quan đến tiểu thơ, cho nên tôi mới nhanh chân mau đến đây cho nàng hay. Đêm hôm qua mơ giấc mơ lạ kỳ, thấy thần linh trên non về mách bảo rằng số tôi cưới người con gái mình là Bích Loan ở nhà Phú Hộ đây, thì vợ chồng sẽ sang giàu bán tiền chứ con
thì hơn trăm. Nhưng tôi đây khổ đau sầu lo, nghe tâm mơ rối như tơ giò. Có vui đâu mà lên kiểu cười, công tử nên tìm lấy người khác. Trời đất ơi, tôi nào có dám đâu nếu cãi lời huynh thành. Ông sẽ giặt hỏng tôi, méo miệng tôi chết với tôi. Bởi vậy tôi không dám đâu, không dám cãi thần linh đâu tiểu thơ à. Tôi lại tiểu thơ, nếu tâm sự của tiểu thơ nó có rối nùi một cục như cái bánh bao chiều á thì xin cứ nói ra đi. Tôi nguyện đem tấm thân bồ tượng này ra gánh vác, chứ tiểu thơ đừng để tôi phải chết tức chết tối chết không kịp trối thì tội nghiệp tôi lắm tiểu thơ ơi. Tiểu thơ ơi, tôi lại tiểu thơ 100, 1001 lại. Nè coi nè, tôi lại nè, tôi xin lại tiểu thơ, tôi lại nghe. Cứ kìa, công tử, công tử ơi, tôi là kẻ đang mang nỗi khổ đau ghen hờn căm tư. Đêm tận đêm ngồi đôi bóng đèn khuya thao thức, đêm từng giọt sương cô đơn buông mình trên lá chết, nghe sầu héo tâm can dò dò chốn. Lời đến nước nhưng duyên phận lỡ làng, tôi có được gì đâu. Gió tim yêu chỉ còn lắng đồng âu sầu, nhắc tới người ta tôi đây càng thêm ghen tức. Tôi muốn xóa tan đi nỗi khổ đau buồn bực, nhưng nào có ai giúp tôi rửa nhục thân tình. Nói vậy là từ bấy lâu nay tiểu thơ âm thầm ghen tức đó không? Muốn pha cho tan cái gia đình hạnh phúc hoàng phi học chứ gì? Phải rồi, công tử ơi, tôi không thể nào chịu được khi nhìn kẻ bần cùng đã bước lên tổ đình cao sang. Con lễ qua ngày xưa là kẻ giúp việc ở gia trang, mà nay bỗng chốc trở thành bà thân trang. Nhìn thấy hoa càng thêm quý hoàng sáng lạng, thì bích loan này càng thấy ý tuổi thân thêm. Vì vậy nên tôi muốn quậy phá cho tan quang, làm sụp đổ hạnh phúc người tôi thương, cho thỏa mãn ghen hờn. Nếu thế gian này có ai là người đứng ra giúp cho tôi rửa nhục, thề bích loan xin một lời, tôi nguyện trọn đời sửa túi nâng khăn. Sửa túi nâng khăn em có tôi nè. Có bất nhân xin được cao tay lên tình nguyện, dù phải lao thân vào chút dầu sôi lửa bỏng, bất nhân này cũng quyết làm tròn nhiệm vụ cho người đẹp vui lòng. Nếu công tử giúp tôi rửa nhục thì thân thể này tôi xin hiến dâng cho công tử đi đền ơn đáp nghĩa. Trời má ơi, ông nội ơi, trời ơi, nói câu mặt tôi xanh rồi. Trời ơi, một câu nói mà bất nhân này chờ đợi hàng mấy chục năm trời. Hỡi người vợ yêu quý của ta ơi, trời hùng miếng mà hùng miếng vậy. Đừng trời ơi, làm gì kỳ thế mồ à. Nàng cản làm ta mất hứng, nhưng không sao, ta ráng dằn lòng chờ đợi. Bây giờ thì loan muốn chi thì cứ nói đi, bất nhân này quyết xả thân để vui lòng người đẹp bích loan, dù chết cũng cam tâm. Loan này chỉ muốn thỏa mãn ghen hờn, bằng cách nào đây thì người đẹp cứ nói ngay đi. Pha cho gia đình nát tan, nửa đêm lẻn vào gia trang, cho hai bà phải chịu tiếng quan. Nhưng mà phải có gan, là gan bằng thép mình đồng mới dám nhào vô, muốn đổ cũng đổ chua khô. À, như vậy là công tử sợ phải không? Sức mấy mà sợ. Bất nhân này xưa nay nổi tiếng là chúa quậy, nhưng nay đụng tới gia đình quan trạng thì chắc cũng phải rung chứ gì. Có lý, rung thì cũng có hơi rung, nhưng sợ thì không sợ.
vì cha ta cũng là quan nhất phẩm triều đình chứ bộ. Bích Loan cũng biết công tử có gốc bự, bự có cây dù lớn để che, có bức tường cao để dựa đó, đâu có sợ gì, phải không công tử? Đúng đúng rồi. Đây nè, tiểu thơ xích lại gần đây chút, tôi kề tai tôi nói nhỏ cho nghe, gần chút nữa, sát vô chút làm vậy, đụng vô mặt cũng được, nó đụng vô đi. Trời ơi, sao nó ngọt như đường cát, nó mát như đường phèn. Ôi công tử này kỳ quá à, ăn gian quá à. Gì mà ăn gian? Trời ơi, nãy giờ cái mùi thơm nó còn phưởng phất. Mùi thơm nồng nực, mùi nước hoa, mùi thịt da trinh nữ, làm cho bất nhân này, ôi nó ngây ngất tâm hồn. Thì ra công tử cũng tầm thường như bao nhiêu công tử khác à. Không có đâu, bất nhân chỉ giỡn chơi chút vậy mà. Bây giờ thì tôi nói thiệt nè, nhưng mà chỉ nói chỉ cho một mình nàng nghe thôi, đừng bao giờ tiết lộ cho người nào. Hiện giờ ở triều ca, Hoàng Phi Hồng đã bị vua bãi chức Trạng Nguyên, bởi vì gã dám chống đối cãi lời kết duyên của công chúa. Trời ơi, nếu vậy thì Hồng Lao sẽ chết không toàn thi. Phải chết thôi. Hết thuốc chữa. Mà sao tiểu thơ còn thương tưởng đến Hoàng Phi Học? Thôi rồi, cây đa cũ vẫn còn mong đợi bên đò xưa phải không? Không có đâu, tôi còn giận mà. Thiệt không đó? Coi chừng giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh say đường, em không có chịu nổi. Loan ơi Loan, xin đừng có suy dài, tội phá gia can. Để bị ở tù, giận thì giận mà thương đừng thương, có hiểu lầm đâu. Bích Loan ơi, lúc nào nhân này cũng sẵn sàng làm theo ý muốn của Loan, nhưng chỉ sợ nàng mượn tôi làm vật hy sinh dọn dẹp đường tình để nàng trở lại với Hoàng Phi Học thì mụ nội tôi cũng thấy nữa. Nếu không tin, Loan xin thầy đọc. Thôi, đừng thề. Cái gì mà thề? Rủi ro trúng giờ linh, nàng đi xe đêm về âm phủ á, thì chắc là bất nhân này cũng èo ọt khó nuôi á. Vậy công tử hiên ráng giúp tôi đi. Rất sẵn sàng, nhưng mà cho lấy giống nước. Công tử làm gì vậy? Tạm ứng cái hôn chứ làm gì, để tạo niềm tin và làm hành trang trên bước đường đi phá gia can của người khác. Thôi bây giờ chào tiểu thơ nha. Khoan, hả? Công tử. Gì đó? Loan đợi tin công tử đó. Càng sớm càng tốt nha. Ngày đêm nay. Dứt khoát ngày đêm nay thôi. Mà tiểu thơ nhớ đừng có nói cái chuyện này cho cái thằng Thất Đức nó biết nghe không? Cái thằng đó coi vậy chứ nó độc địa hơn dịch Sim Lai á. Công tử yên tâm đi, tôi không có nói đâu. Vậy không? Vậy mà cái thằng Thất Đức nó tuyên bố nó qua mặt mình chứ. Đức ơi, cho mày ở lại đó, còn lâu mới theo kịp bất nhân này. Bà ơi, trời đất quỷ thần ơi, cái thằng cao mắt dịch này, hãy đi thì thôi, về tới nhà là kêu réo om sòm như ma kêu quỷ hú, gì vậy? Trời ơi, bà ở ác gì quá vậy bà Hồ? Cái gì ở ác? Ai ở ác? Thì bà chứ ai nữa? Tôi đang nấu cột dưới bếp, bà bảo đi liền. Mặt mày tôi dính lọ nghẹ nó đen quyền. Tôi đi tới đâu con nít đó bu theo, cất tiếng hò reo. Đàn ông bu hộ đi theo hát bộ. Đêm nay hát
ở đâu diễn tuồng gì đây? Có vậy mà cũng nói tướng chuyện chi động trời, làm tôi hết hồn hết vía, tội ông đáng ông rồi, có chết cũng đừng than. Ai biểu ông tham lam tông già còn mê cỏ non, cứ nói bậy bạ lọt vào tay thiên hạ. Cái tội của ông rồi tôi sẽ xử phân. Tội gì đâu không biết nữa, gặp mặt cái bà đòi xử ha. Sao? Cái vụ tìm hai công tử thế nào? Có gặp chưa mà chạy về vậy, mặt mày méo mó trơn vậy? Bất nhân gì đâu không biết, tôi chỉ gặp thằng Thích Đức thôi à. Thiệt tội nghiệp nó hết sức bà. Sao? Nó nghe tôi nói con Bích Loan đang chờ nó đó. Thằng Thích Đức nó quýnh lên, nó chạy bộ theo tôi mặc áo lộn tay, còn đôi giày thì nó cặp ứng mắt. Vậy mà sao giờ này cũng chưa thấy tới? Chừng nào mà nó theo kịp tôi bà. Chà, già mà còn gân dữ à. Nè, tôi cho bà biết nha, nó công xương sống nó chạy đường trường, làm sao nó bắt tôi chạy ngã tắt được. Ông chạy ngã tắt chi vậy? Thì... bộ định đi ngang về tắt phải không? Nữa, con cái tật ghen ngẫu ghen tả quê à. Ghen gì? Bộ tôi ngu sao tôi đưa cái mặt nó dính lọ nghe mà tôi chạy trên đường cái cho thiên hạ người ta dòm. Ông khôn quá. Thiệt à, tôi không biết tôi để tôi ngồi đâu để tôi lại tôi đó. Lên bàn thờ kìa tôi lại cho. Trời ơi, cái mặt ngu mà còn la khôn nữa. Khôn quá mà không biết đi rửa mặt, để cái mặt lọ nghẹ vậy, đi khắp làng khắp xóm rồi mang ngược trở về đây. Sao mà tôi ngu đến đổ như vậy không biết nữa. Ngu hả? Ngu hay là giả vờ ngu, để cho mấy con mẹ đàn bà quá nó tưởng ông chết vợ hay là bị vợ bỏ. Nữa, đa qua đa lại cuối cùng bà cũng xuất vô một chỗ cho nó đổ ghè tương à. Con đánh đi. Dạ. Ôi, đổ ghè tương rồi nữa. Ê, ê, hình như nó tới. Nó tới kìa. Vậy hả? Đâu tới đâu? Nhanh nhanh ta bước chân nhanh trên đường cây xanh, đến nơi gặp người con gái mà ta mong chờ. Đời nào ai có hay chứ ngờ, giờ đây ta quá hơn, được nàng chiêu cô mời đến, vậy là chắc ăn. Kìa, đúng rồi, đúng thằng Thất Đức nó tới rồi ông ơi. Vậy hả? Nè, tôi với bà vào trong tránh mặt để chuyện này cho con Bích Loan nó tính. Phải đó. Mình vào tâm nghĩ cho nó mệt. Cái gì vậy? Ý cho nó khỏe ha. Khỏe mà nó vợ chồng già mình vào trong đi ông ơi. Bà sắp bắn hoài. Vô trong cho nó mệt. Cây cục quá. Bích Loan ơi, Bích Loan. Bích Loan. Dạ, Loan xin kính chào công tử. Ủa, cái mặt công tử sao kỳ cục gì? Đẹp trai không đẹp thôi chứ sao kỳ tiểu thơ. Đẹp cái gì mà cái mặt thì bầm tím, con mắt thì sưng húp à. Hôm qua đi khám điện thổ, không phải, đi kiểm tra thôn Lân bị đụng vô cột nhà. Đụng vô cột nhà hay bị người ta đánh đó? Đừng giỡn tiểu thơ, cái mặt của thầy Lý với bộ cái mặt trong xoài muốn đánh đánh. Công tử nè, Loan hỏi thiệt. Thiệt giả gì cứ hỏi đi, hỏi hết giờ thình sang đến giờ dậu rồi, Thất Đức này cũng ngồi tại đây trả lời cho em không mệt mỏi. Công tử nè, có thương Loan thiệt không? Thương chứ, thương thấy mụ nội. Nói thiệt nha, Đức mà cưới được Loan thì nhất định tối ngày đội trên đầu đến gỗ đi khắp làng khắp xóm chơi. Ý, làm gì kỳ chứ? Có gì đâu kỳ, thiên hạ ai cũng sợ tiếng thờ bà. Bộ thờ bà dễ lắm sao? Không có bà để thờ nữa đó chứ bộ à. Bộ công tử thương Loan lắm sao? Đứa nào nó lao cho bà băng à. Coi, công tử lại để thề thốt nữa rồi. Thề chứ, phải thề để cho tiểu thơ tin á. Công tử nè, công tử có biết không? Dạ không. Hôm qua tôi lên miếu đó, công tử biết không? Ở miếu thần linh tầng trên đỉnh núi, để cầu tài và coi mạng số. Bất ngờ có hai ông thần hiện ra, nói rằng số của tôi sẽ có chồng. Một trong hai người là Thất Đức Bất Nhân. Cái chuyện đó thì tôi biết hết trơn. Thiện ác rõ ràng, ông bảo rằng số mày cưới được Bích Loan. Vậy mà tôi cứ tưởng công tử giả làm thần. Cái chuyện đó thì tôi không có dám đâu. Ai dám dẫn mặt với thần thanh, mấy ông dặn hỏng chết à. Mà lo nhờ nhạc phụ gọi anh tới đây chuyện gì? Phải bàn tính chuyện động phòng sớm sớm hay không? Hả? Cái chuyện đó thì mình sẽ tính sao? Vậy cái chuyện nào tính trước? Bích Loan làm anh hồi hộp à. Em muốn nhờ công tử một chuyện. Chuyện gì? Loan nói mau đi, Đức này nóng ruột nóng gan lắm rồi đó. Công tử ơi, Loan khổ quá.
khóc nữa, em ơi xin đừng khóc nữa. Giọt nước mắt em rơi sao buồn nhiều, giọt nước mắt em rơi tim lòng tê tái, giọt nước mắt em rơi trái tim dập dờn. Đời nhiều buồn đau cay đắng, lời đàn bờ mi thay lời đau khổ. Ơi, hãy nghe loan tỏ bài. Nói đi em, anh sẵn sàng chờ nghe anh nói đi. Công tử ơi, nếu có thương em á thì công tử nên tìm phương kế cho em trả thù. Vì lòng em trước sau làm sao nghĩ tới chuyện vợ chồng. Người đã gây ra sầu tham ly tiền là ai đâu nãy nói cho tận tường. Ta đây xin nhớ cùng nàng chung lo. Em đang căm tức trạng nghiền, muốn pha tan cái hạnh phúc ấm êm vì bởi ghen hờn. Chuyện gì chứ chuyện đó thì... Công tử, công tử làm sao mà mặt mày xanh lét vậy? Còn tay chân thì rung lẩy bẩy như con gà mắc mưa vậy công tử? Không biết có phải tư cử rét không nữa. Công tử sợ thì công tử cứ nói đại đi, chứ rung hay bắt rét thì cũng là con cháu của dòng họ Thỏ thôi à. Không có đâu, đừng nói dễ tự ái. Nói thiệt tiên lâu trên trời xách búa xuống đây ta chưa ngán. Đừng nói người trần gian à. Ngon lành. Vậy thì công tử hãy giúp giùm em đi phá nát gia can của Hoàng Phi Học đi. Sợ khó ăn quá, lâu thôi đứt đầu như trời. Sợ gì? Nếu có chết thì em cùng chết chung với công tử nè, được không? Thiệt vậy em? Thiệt mà. Lấy gì làm tin hả? Thì tấm thân này nguyện hiến dâng cho công tử. Chừng nào dâng? Sau khi công tử khám điện thổ nhà Phi Học. Làm cái chuyện này có hơi nguy hiểm thiệt à. Nhưng mà cũng được, không sao, nhất cử lưỡng tiện, vừa làm vui lòng Bích Loan ta, vừa được thưởng thức món ngon của lạ. Thất Đức là sẵn sàng làm chuyện thất đức. Xin kính chào tiểu thơ. Ủa anh Diệp Chánh Giang, hôm nay anh mới đến thăm em đó à? Lâu quá. Từ ngày... Không, không phải cố tình mà là vô tình tôi mới ghé vào đây. Khi ngang qua nhà của tiểu thơ, tôi bắt gặp thằng công tử bột Dương Thất Đức, nét mặt vui tươi, còn miệng thì lại lầm bầm. Không hiểu có chuyện gì mà nó lại hân hoan, nép vào thân cây tôi nghe rõ từng lời. Anh nói gì mà Loan không hiểu được, Dương Thất Đức với em nào có can hệ gì. Nó đi đâu hay nói chi cũng mặc tình, sao anh đem chuyện này mà nói lại với em. Bởi lời nói ra làm tan nát một gia đình, mà chính tiểu thơ là người chủ mưu. Chánh Giang, sao lại nói những lời? Chính tiểu thơ đã xúi dục nó phá hoại gia đình người ta. Em nào có xúi gì đâu. Không có à? Chính tay ta nghe miệng nó nói rằng: Hoàng Phi Học ơi, mày đừng giận tao, gia đình mày đổ vỡ thì hạnh phúc của tao và Bích Loan mới được vuông tròn. Trời không ơi. Không, em nào có giả tâm như thế. Chắc là tại vì sự ghen tức đó. Ghen tức à? Phải, vì trước kia trong ngày lễ tuyển phu, chúng nó đã thất bại trước Hoàng Phi Học. Vì không cưới được em, cho nên nó muốn mượn tay em mà trả thù đó thôi. Chứ em nào đâu có suối bảo. Xin anh hiểu cho em. Thôi được, để tôi về dò bước theo tụi nó, xem nó giở trò gì. Khoan, Diệp công tử. Tiểu thơ còn muốn nói gì nữa? Diệp Chấn Giang, xin anh hãy chậm lại vài giây phút nữa, để cho em được rót mời anh nhấp cạn mấy chung trà. Và nhắc chuyện ngày xưa, hòa chúng ta còn học
giờ tất cả đã đổi thay, Bích Loan là một tiểu thơ lá ngọc cành vàng. Nên đối với mọi người thường hay kiêu hãnh, trong thú khinh bằng xem trên đời không ai hơn mình cả. Cuộc đời em phải chịu vòng không cu lẻ, héo hon mỏi mòn như nắng hạn chờ mưa. Chân gian ơi, xin anh hãy cứu vớt giùm em thân phận má hồng, nhỏ dài giọt sương cho cây đâm chồi trâu lọc. Cầm miệng lại đi, hỡi con người không còn chút gì là liêm sĩ. Chàng ơi, sao nỡ đoán đành, vô tình chi hỡi giang ơi, anh chẳng chút xót thương. Cuộc đời hồng nhan bên nước mười hai biết ghé nơi nào, trời cao có mắt xét soi lòng người gian trá. Xin hãy giùm thương đời em chờ đây bao sầu heo mong. Nàng ơi lời ngọc nỉ non đã từng ngây ngơ kẻ tình suy xóm, ai nghe như âm vang từ cõi nào xa lạ thì tôi tha thiết yêu thương. Thì người ta hương ngờ lạnh nhạt lui mộng, hay sao trời trôi bỏ tình chân thật của tôi thăm vọng. Vợ tan ngờ ngàng cuối mặt muốn quay lối tìm về thì đã muộn, là cuộc tình duyên nhân nghĩa gian hoa lòng người to tính. Tôi đã nhận ra trò đời dấu bể, nhìn cánh hoa tươi khoe mà hương sắc mới hay, cái duyên xuân đã rủi mất đi rồi. Nhìn cho tôi hỏi đam mê, bây giờ lòng tôi thanh thản ung dung, tiếng sét chớp ngang mày qua nhanh trong nháy mắt, còn đọng lại tiếng cười trong tâm tưởng thấy nhân ơi đen bạc lắm tình đời. Còn chi mơ chung buồn thăm thăm trời đen, ta xót xa tôi lòng hiu quanh một đời xuân. Thôi thôi nàng ơi đừng tiếc đừng mang những ngày xuân vất, vì có mấy ai lại thích cận kề đó hoa rực rỡ mà hương thơm thì lạc phai, vì con tim đầy đắm mấy lúa là quyền quý cao sang. Ngoảnh mặt quay lưng quên tình bỏ nghĩa, để mặc cho ai ôm sầu nuốt tuổi con trong đêm mà khóc kẻ dòng tình. Về thì tôi còn chi đâu mà liên lưu người xưa, vì cánh bướm kia giờ đang ngao ngán, cho dù sống đơn côi tôi cũng không chia sẻ mối duyên tình. Cãi đây, cãi đây, mày vô cãi đây. Ai muốn cãi? Dạ, dạ xin mời bác hai mua giùm con một bó cãi. Anh hai mua giùm em bó cãi đi anh hai. Dạ, dạ cho em thanh tươi mới nhổ, với ngon bổ già rẻ, giá sĩ bán bằng giá lẻ, ăn cãi mát mẻ sẽ không có ghẻ. Dạ, dạ xin mời bà con cô bác hai mua giùm bó cãi tràn nguyên. Còn đi học ăn vô sẽ đậu liền. Còn ai
sẽ vào sáng tức thì. Dạ mỗi ngày em qua lại đường này, từ sáng tới giờ chưa bán được một cây. Nguyên gánh cải ấy nặng dài quá trời. Mời cô bác hãy thương tình giúp đỡ, mỗi nhà mua một bó cải thôi thì lòng em cũng cảm thấy vui. Em đi bán cải về nuôi mẹ chồng. Bà ngoại làm ơn mua giùm con bó cải đi bà ngoại. Thiệt không biết hôm nay là cái ngày gì nữa, mới sáng sớm ra chợ là bị con mẹ mở hàng cả chớn rồi, ngồi hết cả buổi trưa mà không ai thèm mua một bó nữa. Gánh cải đi lòng vòng, cái lưng nó muốn còng luôn, không ai bán được một đồng, thiệt muốn khóc ròng. Em ơi đừng có lo, để anh ráng giúp cho, em sẽ có lời to phen này cái bụng nó. Dạ, dạ xin chào công tử ạ. Ta có lễ phép nghiêng mình 45 độ kính chào người đẹp. Dạ, có phải công tử định mua cải về làm dư ăn Tết không à? Định thì ta không có định, nhưng thấy nàng sao ta thương quá, ta cầm làm mẫu đậu nên ta muốn giúp đỡ à. Dạ, dạ xin đội ơn công tử. Đừng đội ơn, ta thi ân bất cầu báo. Nếu có báo thì ta thương chút được rồi. Dạ, dạ chẳng hay công tử cần bao nhiêu bó cải? Nếu nàng chịu ta mua nguyên gánh. Trời ơi, công tử mua nguyên gánh à? Đúng rồi, ta sẽ mua tất cả. Vì nàng hãy theo ta, mau gánh cải vào đại sảnh kia. Rồi ta mua hết một lần, dù giá bao nhiêu ta cũng trả đủ cho không có thiếu một xu. Dạ, nếu vậy thì lẹ lẹ xin công tử dẫn đường. Khoan hãy từ từ em ơi, dội giá mà làm gì. Dạ. Cứ ngồi đó nghỉ đi. Em không mệt, được công tử mua em vui quá là vui. Nè. Cần Tết rồi em cũng gấp lắm công tử ơi. Ôi gấp gấp gì, mới có 29 Tết thôi. Nhưng nhà em chưa sửa soạn, đèn nhang trà rương. Để anh lo, miễn sao em chịu thương anh là được. Em hai. Trời ơi, công tử nói gì lạ vậy? Lạ gì đâu lạ, em đã đồng ý từ đầu rồi mà bây giờ sao còn nói lạ, lạ chỗ nào đâu à? Coi, tôi đồng ý cái gì đâu? Thì hồi nãy đó, em nói em cần bán gánh cải đầy, anh mới mua dùng nguyên gánh cải này. Nhưng em chỉ bán cải non xanh lá, chớ có bán gì đâu khác nữa. Chiều rồi, công tử giúp giùm em. Phải chờ em đi. Nhưng em không bán tình. Ai tình không bán không cho thì ta cướp, ta giật người đẹp ơi. Ta yêu nàng, ta thương nàng, và ta nhất quyết phải chiếm đoạt nàng bằng mọi giá. Ngày hôm nay tại nơi này, nếu cãi lời ta thì chết. Xin công tử hãy buông ta cho tôi được giữ trọn tiệc cảnh với người đã đi xa, cũng như để miệng thấy công cười chế lãng gây lăng loạn cắt nát đã từ lâu. Chắc công tử đây cũng biết tôi yên bề gia, cứ tặng ơn tương lai không được quyền đi ngang về tắt hay cợt gió đua trăng như những cô gái lăng nhăng qua tường liệu ngõ. Thì xin người hãy dùm thương đời quá để cho tôi được tròn câu đạo nghĩa giữ giữ nhân ơn cho tròn tiếng vô tông. Công tử đừng xô đẩy tôi vào trong số kiếp đó, là loài quá hèn có dài, đâu xứng đáng gì để công tử phải lưu tâm. Công tử là người quyền quý cao sang, lại là một chức quan chi dân phụ mẫu, nay có lý đâu chỉ vì một chút hồn điêu nông nổi mà để tiếng dèm phá cho thiên hạ chê ai dám chê cười, ai dám dèm pha. Ở trên quãi đời này, thằng cha nào còn biết ăn cơm thì thằng cha đó cũng như ta, cũng biết tìm của lạ, có khi còn hơn cả ta nữa. Nói cho nàng biết gì. Nhưng công tử ơi, trách cờ ngày xưa còn nhân tường nội trai thì nắm tay phải biết, còn gái chính chuyên chỉ có một chồng. Nếu như công tử chơi qua cho biết vui qua thì cứ tặng tay ấy mừng bè đào chỉ. Tình cho trọn đạo tạo càng sắc tâm tôi giờ đây như qua cuối mùa
lên đường hả? Đâu có dễ dàng như vậy được. Muốn rời khỏi nơi đây, ít nhất cũng phải cho ta vốn. Công tử ơi, tôi lại công tử mà. Đừng lại, đừng làm vậy, ta mang tội với Phật trời. Ta chỉ muốn nàng thuận tình, chứ ta không muốn nàng lại. Thì đi, thì đi với ta, thì đi với ta. Công tử, bắn người ta, bắn người ta, hãy cứu giùm tôi. Có trời xuống đây mà cứu em ơi. Khốn nạn. Trời ơi, nàng dám đánh ta. Ôi cha, trời đất ơi. Đúng, 1, 2, 4, 5, 5 ngón tay. Quánh hết 5 ngón tay, không có chừa con quăng cây nữa. Cái mặt ra. Chị bỏ cái thằng kia ẩu vậy ta, vì mất trật tự. Không sao, cứ chửi đi, với mất trật tự, với mất vệ sinh đi. Không có sao, người đẹp đánh không có đau. Coi như nàng nựng yêu ta chứ gì. Nè, nựng bên trái và nựng bên phải nữa đi, cho nó đều tả hữu bình bình, nựng nữa đi cưng. Đứng lại, bắn tôi đứng lại. Bắt được rồi. Bây giờ nàng đừng trách ta, sao lại yêu đương thô bạo. Cho hôn miếng coi. Ủa, tôi hôn lộn với tay tôi. Đưa mặt đây. Đã thơm quá. Chết chết chết. Trời ơi, cắn trở. Coi chừng sức, coi chừng sức. Dây ẩu nè. Cái lỗ mũi tôi rồi, máu hư cái đồ thở rồi. Mùa xuân tới rồi, này là mùa xuân tới rồi, lòng lẻ hương quang vui xuân nên lòng phơi phới, rong rít nhà ai lo cũng quyết dọn trước sau, người người cười vui hân hoan đón chào chúa xuân. Mùa xuân tới rồi, này là mùa xuân tới rồi, chỉ một mình ta mong xuân hay chậm chậm tới, nhà nghèo sạch trắng vui xuân có được ích chi, lòng rộn ràng vui khi nghe pháo nổ khắp nơi. Bữa nay là 29 Tết rồi mà nhà chưa có chuẩn bị gì Tết nhất hết trơn á trời. Ủa mà lạ dữ kìa, sao tới giờ này mà chưa thấy chị Lễ qua về? À thôi biết rồi, cái điệu này chắc bán hết cải rồi, chỉ còn ở chợ mua đồ Tết đó mà. Ôi đã quá, như vậy là khỏe rồi. Kim Chi hả? Ê trời, cái gì mà kỳ cục vậy? Sao mới về tới đây kêu Chi một tiếng rồi té em cái rầm vậy? Trời ơi, cái điệu này chắc trúng gió quá à. À, để giật tóc mai trước cho tỉnh lại rồi cạo gió sau. Lễ Hoa, tỉnh dậy, chị Lễ Hoa. Lễ Hoa. Ôi da, ôi da, ôi da. Trời đau quá, đừng có giật nữa. Rồi, tỉnh lại rồi phải không? Chị ơi, hả? Cô nó có rượt theo không? Nó nào? Nó là ai? Sao lại rượt theo chị? Trời ơi, cái thằng thất đức á. Cái thằng thất đức nào? Có thấy ai đâu? Nè chị Lễ Hoa, chị bình tĩnh lại đi, rồi nói cho em nghe coi chuyện gì đã xảy ra. Sao chị ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ không hồn? Còn gánh cãi đâu, sao em không thấy? Chị chạy về đây quần áo rách tả tơi, con mắt máy thì bằng dằm te tua. Trời ơi, có bán được gì đâu từ sáng đến trưa. Gánh đi lòng vòng, thằng thất đức nó mua, nhưng không mua cái mà nó lại mua tình, làm nhục giữa đường nè, tôi thốt chạy về đây. Chị Lệ Hoa ơi, em không ngờ đời ta đang sống trong đôi nghèo, tao tình hôm sớm không ngại gì, sao phải khổ thân này đây. Đừng buồn chị ơi, đây là do số kiếp nơi trời, mình phải ưu buồn. Chị Lệ Hoa ơi, đành rằng ai chúng ta là một kiếp hoa, nhưng chẳng phải là hoa hèn có dây, mà đây chỉ là hoàn cảnh khiến xuôi, nên phải sống kiếp lao đao nghèo nàn khổ sở, chịu dài nắng dầm xuống tầng bão xuống muôn mặt cho bướm mong dập dìu sẵn đón, miễn sao mình giữ vẹn được tâm tình chung chờ đợi.
phong. Khỏi buồn đau có thử thách mới biết được vàng thau, có đau khổ mới khám phá được lòng chung thủy. Dù cảnh ngộ ra sao cũng vẫn là loài hoa quý, xin chỉ bình tâm mà suy nghĩ tận sao đây, mình phải hạ nhục nó với bà con nó sớm ở đây mới được. Em có cách rồi, chị đừng có lo. Em đem con chó cột ngay cửa cái đó, nó lò dò tới bị chó quầm một cái là té ống quần. Ý không được đâu. Sao vậy, nghe hơi người lạ thì chó nó sủa sao? Vậy thì đúng rồi, tuyệt diệu. Tuyệt diệu bằng cách gì nè? Đâu chị nói tôi nghe coi. Mấy thằng dê ẩu, dê tả, dê mất trật tự, thế nào rồi cũng mò vô giường ngủ để đè mình á. Đúng rồi, đúng lắm đó. Mà cái giường ngủ của chị em mình á thì sông đã gãi, chân giường đã một. Tối nay á mình phải dặn cái bẫy mấy thằng dê bằng cách là cột cho thật chặt vào cái chân giường nào nó một nữa, bằng một sợi dây dài để kéo từ đằng xa. Chị hiểu rồi. Có phải em muốn lời nó xuất ra khi có kẻ sình mò hai chị em ta leo lên giường con bài chuyện trăng qua? Phải rồi, khi nào trên giường nặng cách hay mập của con heo nọc thức đứt gian văng thì em với chị nó ở ngoài sân cứ kéo mạnh sập giường cho nó biết thân. Rồi mình sẽ la lên rằng tên ăn trộm vào nhà mình đã bị bắt quả tang, có bà con lối xuống dây quanh sẽ xông vào trối kẻ gian mình. Phen này thằng dê vợ người sẽ bị bể mặt. Rồi cái bẫy văng xong rồi nè, mình tắt hết đèn ha, ra ngoài chờ đợi con thuốc ái tình vào bẫy. Đi đi mau chị, đi. Chà, mới chạng vạng tối mà hai nàng đã ngủ say hết rồi. Đèn tắt tối thui, mình như thằng mù đi đêm vậy. Ôi mà kệ, đụng đâu mình rờ đó. Chà, phen này mặc sức mà tung hoành, nghĩ tội nghiệp cho thằng Thất Đức. Nó nghe mình phỏng tay trên chắc nó tức ói máu. Ủa, sao mà trướng rủ màn che vậy nè, mùng chiếu thì đàng hoàng mà hai nàng lại vắng bóng. À thôi biết rồi, hôm nay 29 Tết đã
gần hết một năm. Hai em chạy lo có cờ, mình cứ nằm đây chờ. Cái mùng sẵn ai danh thì mình cứ dịp chung vô. Ôi dịp mai hiếm có, cơ hội bằng vàng. Cứ nằm sẵn đây chờ, hai người đẹp chung vô thì mặc sức cho mình sơi tay. Chà, bữa nay mắc chứng gì mà nó buồn ngủ quá à. Ngáp một cái muốn trẹo quai hàm. Qua ơi lại qua ơi, sáng nay nàng vuốt khỏi tay ta, nàng tặng cho ta mấy dấu răng kỷ niệm gần muốn đứt cái lỗ mũi. Bây giờ từ lúc nàng say ngủ, ta xâm vào coi nàng chạy đâu cho thoát. Người đẹp gì mà ngủ ngáy như sấm vậy? Trời ơi, gì vậy? Nhưng mà không sao, nàng càng ngủ mê ta càng dễ bề hành động. Em về đó em. Ơ chết mẹ không. Trời đất ơi, nằm có một chút ngủ quên rồi. Nhột, nhột. Em làm gì mà chọt vô ngực anh? Nhột, nhột thấy mồi vậy nè. Nhột gì cho rợn chứ. Ai vậy? Cái thằng mắt vô mắt dịch. Mày làm mày chung vô đây dành chỗ sớm nha mày. Hả? Trời ơi. Trời ơi cái thằng này. Ơi mày, mày hả thất đức. Trai, mày tới đây làm cái giống gì vậy? Hỏi lại nhắc à, tao với mày học chung con thầy. Dựng cái lẻ đi chị Hoa, dựng, dựng đi. Một, hai, ba, dựng. Trai ơi, sập vô cả. Trời ơi, chết, 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 Đức ơi. Cái thầy mập của mày đè lên mình tao làm tao muốn đánh thở rồi Đức ơi. Trộm, trộm, bớt người ta, trộm. Chết mẹ, chạy mau, thất đức, chạy. Chạy lẹ, chạy lẹ, chọn lẹ. Chạy, 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 chạy. Một cái quân. Rồi. Ăn trộm phải không? Ăn trộm phải không? Thôi bậy đi, ở đây không có ăn trộm hết á. Phát ngôn bừa bãi coi chừng nó tù rột xương hay con. Anh em đâu? Xong vô bắt trói hai tên ăn trộm này lại. Dân à. Chàng ràng tôi đá trái một cái là học máu. Mụ nội cũng người đậu chú khô nghe con. Bộ tụi bay đuôi sao không thấy? Bộ tụi bay điếc sao mình không nghe hả? Ông nội tụi bay đã đứng trước mặt của tụi bay nè. Hả? Nè, giới thiệu cho các con được biết, ông đây là bất nhân, là chức quan sở tại ở vùng này. Còn ai mà không nghe danh biết tiếng thầy đề, ông đi tới đâu công đức cũng hết hồn sách lặng. Còn mấy bà già thì muốn tắt thở tắt hơi. Còn tao đây cũng quay phong lắm liệt, cũng là đứng mày rau anh hồn hào kiệt. Ai ở vùng này cũng bị tao khám điện thổ hết trơn. Dù hai ông là thứ chi thì cũng mặc. Hôm nay chúng tôi bắt hai tên đạo tặc. Thừa lúc nửa đêm đè nào đường quét vết, nếu không trộm đạo bạc vàng cũng trộm vật quý của người ta. Nè nè, tao nói cho mà biết tụi bay hãy liệu hồn, đừng có đặt điều bôi bác chức quan. Lộn xộn coi chừng tao cho lính cầm đầu đánh một trận tơi bời, rồi giao thuốc lĩnh quan trên. Lính đâu? Đánh. Ủa, ở đây đâu có thằng lính nào của mình đâu à. Dạ, nãy giờ thầy Lý thầy đề chỉ lấy oai quyền mà dọa nạt lương dân. Nhưng hai thầy chưa giải thích lý do nửa đêm có mặt ở trong phòng riêng của chị em tôi và làm gì đến đổi sập giường hả? Nói đi. Thầy đề tới đây làm gì ta không biết, còn ta ta đi khám điện thổ à. Đúng vậy, ta cũng đi khám điện thổ luôn. Ta nghe báo nhà này bữa nay có ăn trộm rình. Khám điện thổ hay khám cái giống gì thì các ông cũng mang tội. Nửa đêm xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hỗn lao phạm thượng. Đánh kia, nhà ngươi là cai tường lẽ ra phải đứng về phía ta, sao dám bắt tội ta? Muốn ta trình lên huyện quan cho hung đơn hả? Được rồi, ngày mai giữa huyện đường ta sẽ cho ngươi biết mặt. Biết mặt hay méo mặt gì thì rồi mai sẽ rõ. Còn bây giờ anh em bắt hai tên gian phi này trói lại. Ê Đức, Đức ơi, chạy lại Đức ơi. Chờ chờ tao nhân, nhân, nhân. Vui quá. Đó, chị thấy chưa, mưu kế của em có thua gì Khổng Minh Gia Cát Lượng đâu. Hay thì hay lắm đó. Nè, nhưng mà giường ngủ thì tan hoang hết. Nếu giường không tan hoang thì đời chị em mình tan hoang vì hai tên dâm tặc. Kim Chi, làm gì mà cười dữ vậy? Tức cười quá mà không cười sao được. Nè, chị nghĩ coi, nhớ lúc nãy em thấy liệt vui. Thân tức bất nhận bé xà nèo, tưởng đâu nó tiểu xuồng mạng đẻ đau mà không làm sao dám kêu trời. Nghe một cái ử, hai cái thầy mập rớt chồng lên một đứa thì dập mặt đầu u mấy cục bự, còn bất nhân thì lỗi lỗi do. Hồi nãy tức cười muốn chết mà cũng phải ráng nín. Trời ơi, cái chân dùng nó xuất ra rồi rồi nè, làm sao mà gắn lại ngủ đêm nay được.
để em thu dọn chiến trường cho chị đi mượn cây búa đi. Ừ, phải rồi, tôi đi mượn cây búa nha. Ừ, bây giờ mình ráp đỡ cái chân giường vô đây, chờ chị qua đem búa về đóng lại mấy hồi. Kim Chi! Trời ơi, anh Hoàng Phi Học! Học Lan đã về! Kim Chi, em! Anh đã về với em, cho bỏ những ngày mong đợi ai hoài. Em chờ tin anh như cơn nắng hạ đang chờ mưa thu. Bao ngày ta cách ni nhung nhớ anh về cho hết trăng trời. Đêm đêm dưới ngọn đèn mờ em đây thao thức nghe sầu vang vang. Cũng vì thương em thương nghĩa tình người vợ cưới nghèo. Một lòng sắt son quyết chặt giả tròn đạo tàu khang. Em nào xa hoàng gian khổ, sao anh lại về với manh áo cũ? Vì không phụ bỏ vợ nhà nên cơn đai áo mạo anh trả về cho chú. Học Lan ơi, có phải chăng vì muốn tự già tuyết chung bây giờ hiền trong những ngày xa chẳng nên từ triều nổi về đi, chàng không mặc áo gấm trạng nguyên có quân hầu đưa đó một bước vinh quy cho rỡ ràng thôn xóm đẹp mặt mẹ cha giờ nhà vui trọn niềm vui. Mình chiếc áo ngày xưa bạc màu sương gió chân bước lang thang qua từng lối nhỏ hoàng nặng trên vai gánh cả năm nào. Em ơi anh trở về mái nhà xưa trong niềm xúc động nghẹn ngào. Vì thương chồng gian lao em nào đâu xa quán ở mái tranh nghèo tần tạo. Dẫu mấy ghe trương qua cầu em dần bước, chỉ thầm mong có một ngày mai trên bước đường trần ai thì chàng đâu thiếp cho. Kim Chi nhớ thương ai năm tháng dưới mái tranh nghèo, ngày đêm ngóng trong tình chồng nhớ nhớ thương thương. Bấy lâu chúng ta chia lìa người thì về đến kinh mù xa. Buồn nào cho bằng vợ chồng xa chân, biết nỗi lắng gì cho hết nỗi chờ mong. Nhớ nhung mang nặng trong lòng rồi chàng về để em quay đi. Đang đêm bước chân âm thầm phải chăng chàng muốn giữ lòng em? Trời ơi biết phải nói sao, đắng cay chớ nặng thương đau. Nhìn em mà lòng anh đây nghe đau xót qua cùng niềm vui. Học Lan ơi, chàng có biết không ngày nhớ đêm mong canh chị thật theo em đợi em chờ em nhớ. Em đưa người bạn vui chăng mà lại cách xa ngàn trùng biểu giới, nhưng có biết đâu nơi chốn để canh mày vui chuyện mới, cho nên người ta không còn thương nhớ. Người vợ nghèo lắm lũ bơ vơ ở tận miền quê tháng ngày mong đợi mà con đường xưa nay đã mất lối quay về. Kim Chi ơi em đừng dối trách đi hờn anh là kẻ dòng thề, bởi muốn cùng ai vẹn niềm chung thủy nên anh đã trở về đây bằng manh áo dài ngày xưa. Phải đó, Lệ Hoa cũng thắc mắc như Kim Chi vậy đó. Kìa, Lệ Hoa em. Học Lan, chàng hãy nói rõ cho em nghe đi. Tại vì sao chàng quay bước trở về mà không thấy áo trạng nguyên? Vì muốn thử lòng em hay có lệnh triều đình vua truyền đuổi anh về? Hiền thế ơi, cũng chỉ vì
giữ vẹn chữ thủy chung với hai người vợ hiền trăm thương ngàn mến. Nên anh mới từ chối lệnh vua kết tóc xe tơ cùng nàng công chúa Đương Triều. Vì lẽ đó cho nên lệnh thiên nhang mới nổi trận lôi đình, truyền chỗ ba cung đem anh ra phát trường xử trạm. Nếu không nhờ công chúa thương tình thì đầu này đã rụng rơi. Nhà vua thương con nên chuẩn tâu y lời tha tội chết, nhưng lột hết cân đai áo màu đuổi anh về quê sống đời dân giả. Vì anh dám đem chữ thủy chung mà đánh đổi ngôi phò mã sang giàu. Học Lan Lệ Hoa, cô kìa, sao em lại khóc? Em xúc động trước tấm chân tình chung thủy của chàng đó. Học Lan Kim Chi, Kim Chi, em sao vậy? Em cũng như chị Lệ Hoa, thương Học Lan thiệt là thương vậy đó. Bây giờ em tính như vậy nè, anh nghe có được không? Đâu em tính sao, nói cho anh nghe coi. Anh cứ y lệnh vua truyền kết duyên cùng công chúa đi. Còn em cũng bằng lòng nhận công chúa là vợ thứ ba của chàng. Cả ba bà cùng ở chung một nhà vui vẻ. Không, không được đâu. Vua chỉ bằng lòng hoàng phi học chỉ có một vợ là công chúa mà thôi. Vậy cũng được. Hả? Em cũng bằng lòng à? Em cũng bằng lòng. Hai vợ cũ ở nhà kể như bỏ. Dù cho hai nàng có nói chơi nói thiệt, nhưng ta nhất quyết thà mất chức trạng nguyên chứ không để mất hai nàng. Kìa, chị Lệ Hoa, chị coi kìa. Hai cái thằng thất đức bất nhân nó bò từ xa tới kìa. Hai người kia, có chuyện gì lạ vậy? Em là thất đức cùng thằng bạn là bất nhân. Hai em lỡ dại nghe lời suối bậy của Bích Loan với mụ Vũ Hộ. Nay hai em biết tội, quỳ gối bò từ nhà tới đây, hai đầu gối nó xương dù, xin quan trạng dung tha. Để mình tao khóc đi mày. Tội của các người đáng chết, nhưng biết ăn năn hối cải, ta tạm dùng thứ nhất phen. Đội ơn quan trạng. Không, ta không còn là quan trạng. Dạ còn, việc chiêu vua vừa truyền xuống huyện đường thương tình công chúa, vua cho ngài phục chức. Vậy ngày mai quan trạng hãy đến huyện đường nhận chiếu chỉ và rước nhị vị phu nhân về sống cảnh vàng son. Rồi mây trong sáng, đời như gặp hoa, gái sắc trai tài, mẹ tháo dâu hiền, sum họp đoàn viên.